Đa Minh Henares Minh, Giám mục 1765-1838. Thánh Giám mục Đa Minh Henares Minh sinh ngày 19 tháng 12 năm 1765 tại làng Berna, giáo phận Cornada, nước Tây Ban Nha. Sau khi sinh thì gia đình vì công việc làm ăn nên cha mẹ ngài lại di chuyển về Granada. Nơi đây ngài đã lớn lên và theo học hết chương trình trung học tại vùng đất thân thương này. Nhờ nền giáo dục đạo đức của gia đình, nhất là nhờ lòng sốt sáng đọc kinh cầu nguyện của cha mẹ, tâm hồn thơ ngây của cậu Henares ngay từ khi vừa lớn đã rất đạo đức. Sống trong gia đình với bầu không khí ấm cúng yêu thương, cậu Henares cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng một tiếng mời gọi khác thúc giục cậu mãnh liệt hơn, khiến cậu phải đáp lại một cách rất quảng đại. Đó là tiếng gọi dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Cậu trình bày ý nguyện của cậu với cha mẹ và xin phép gia đình vào để gia nhập dòng Đa Minh. Lúc ấy cậu 16 tuổi. Sau 2 năm tập luyện theo luật dòng, ngày 30 tháng 8 năm 1783, ngài chính thức được lãnh nhận tu phục dòng Đa Minh tại tập viện Guadix. Là một tập sinh xuất sáng, học hành xuất sắc nên các bề trên rất tín nhiệm và yêu quý. Khi nhận được lời kêu mời khẩn thiết của Đức cha Obela Khâm, giám mục địa phận Đông Đằng Ngoài, rằng đã 15 năm nay giáo phận chưa nhận thêm được vị thừa sai nào, thầy Henares xin bề trên chuyển sang tỉnh dòng rất mến Thánh Mân Côi, với ước vọng sẽ được sang truyền giáo tại Việt Nam. Bề trên chấp thuận và thầy Henares đã may mắn được gia nhập ngay với một nhóm tu sĩ trẻ và được sai đi truyền giáo tại vùng Đông Nam Á. Trước hết, nhóm tu sĩ trẻ tuổi này được đưa tới Manila, Philippines dưới sự hướng dẫn của linh mục Clemente Ignacio Delgado, sau làm giám mục, và cũng từ đấy, thầy Đa Minh Henares luôn theo sát đức cha Clemente Ignacio Delgado. Tất cả nhóm xuống thuyền vượt đại dương lênh đênh trên biển cả gần một năm trời, vượt qua Đại Tây Dương, rồi Thái Bình Dương và cuối cùng thì cập bến Manila ngày 9 tháng 7 năm 1786. Tới Manila, thầy Henares tiếp tục học thần học và dạy văn chương cho trường Santo Tomas. Ngày 20 tháng 9 năm 1789, thầy Henares lãnh chức linh mục và ngay sau đó được sai đi truyền giáo tại Việt Nam như lòng mơ ước từ lâu của thầy. Ngày 29 tháng 10 năm 1790, thuyền của ngài vừa cập bến Macao, thì ngài vui mừng được gặp lại cha Ignacio Delgado. Thế là hai cha cùng với hai vị thừa sai khác là Vidal và Gatipela, cả bốn đều vui vẻ xuống tàu tới Việt Nam, tới lãnh thổ địa phận Đông Đàng Ngoài. Tới Việt Nam, cả bốn vị đua nhau học tiếng Việt, nhưng cha Henares Minh lúc đó mới 25 tuổi lại thông minh, nên học rất mong. Ngài được bề trên bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Tiên Chu, kiêm giáo sư Latin và Tu Đức. Đến năm 1798, vua Cảnh Thịnh ra lệnh bắt bớ những người theo đạo. Tình thế trở nên khó khăn cho việc truyền giáo, bề trên chỉ định ngài làm bề trên phụ tỉnh dòng Đa Minh tại Việt Nam. Khi đức cha Clemente Ignacio Delgado lên thay thế đức cha Alonso Fe qua đời vì bệnh sốt rét rừng, cai quản địa phận Đông Đằng Ngoài, thì ngài xin Đức Thánh Cha Pio VII đặt cha Đa Minh Henares Minh làm giám mục phó, và ngày 9 tháng 1 năm 1803, các linh mục thừa sai và hơn 30 linh mục Việt Nam, hàng chục ngàn giáo dân, về nhà thờ Phú Nhai Bùi Chu tham dự lễ tấn phong Đức Cha Đa Minh Henares Minh một cách vô cùng long trọng. Hai đức cha Delgado y và Henares Minh như hình với bóng, các ngài tích cực mở mang Đức Chúa Cha. Và đức cha Henares Minh là một vị mục tử thánh thiện, khiêm tốn đúng như lời cha Hemosila Vọng viết về ngài như sau. Đức cha Đa Minh Henares Minh là một thủ lãnh thanh khiết trong đời sống, là vị mục tử nhiệt tâm không hề mệt mỏi vì ơn cứu độ các linh hồn, và là đấng khao khát mãnh liệt phúc từ đạo. Ngài sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào trách vụ đòi hỏi, dù đang nửa đêm khuya vắng. Ngài có lòng đạo đức trội vượt, biểu lộ qua việc cầu nguyện không ngừng,
đồng thời siêng năng nghiên cứu các giáo phụ. Ngài sống nghèo khó theo Tin Mừng thực sự, và như một người cha hiền dịu, Ngài quảng đại với những người xấu số nhất. Đó là những nhân đức chính mà Ngài luôn nêu gương. Hồi đó, Vua Minh Mạng quyết tâm tiêu diệt đạo Công giáo, đã ra lệnh cho các quan đầu tỉnh phải tích cực thi hành. Tại Nam Định, lúc đó Trịnh Quang Khanh là quan tổng đốc, nhưng còn lơ là thi hành lệnh của vua, nên đã bị triệu hồi về kinh đô và bị khiển trách rất nặng lời. Vì thế, khi trở về tỉnh, ông đã trở thành con hùm xám vô cùng tàn ác trong việc thi hành lệnh cấm đạo. Tháng 4 năm 1838, để lập công đền tội, ông đã mang theo hơn 2.000 quân về các làng Công giáo, vây bắt tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và những người theo đạo Công giáo. Đầu tiên kéo về làng Kiên Lao, bắt được đức cha Clemente Inicio Delgado y, còn đức cha Daming Henares Minh và thầy giảng Francisco Đỗ Văn Triều thì đã nhanh chân chạy thoát. Nhưng sau đó cũng đã bị bắt tại làng Sương Điền do một ngư phủ nhận diện và đi tố cáo để lấy tiền thưởng. Bắt được hai ngài đưa về phủ Xuân Trường, quan huyện đối xử với đức cha khá tử tế. Nhưng vì sợ triều đình nên ông cho lệnh nhốt vào củi rồi áp giải về nộp cho quan tổng đốc tỉnh Nam Định. Tới sinh quan tổng đốc tỉnh Nam Định là Trịnh Quang Khanh, họ đặt chiếc củi nhốt đức cha Daming Henares Minh nằm sát với chiếc củi nhốt đức cha Ignacio Delgado y. Hai đức cha được dịp nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha chừng nửa giờ. Khi tới, quan chuyển đức cha Daming Henares Minh ký vào bản tường trình là đã giảng tà đạo và lừa dối, ngu dân. Đức cha nhất định không ký vì những lời vu khống này. Sau, quan nổi giận và viết án gửi về kinh xin trảm quyết. Ngày 12 tháng 6, bản án gửi về kinh sư. Thì ngày 25 tháng 6, án lệnh gửi tới. Thế là ngày hôm sau, các ngài lãnh triều thiên tử đạo bay bổng về với Chúa. Tại Pháp Trường Bảy Mẫu, đức cha Ignacio Henares Minh muốn chứng kiến cái chết anh dũng của người môn đệ yêu quý là thầy giảng Francisco Đỗ Văn Triều, nên đã xin được chết sau thầy Triều. Quan đồng ý và ra lệnh chém đầu thầy Triều trước, rồi trao đầu thầy Triều cho đức cha. Đức cha vô cùng xúc động đưa tay đón thủ cấp của người môn đệ, dâng cao lên, thời trang trọng cầu nguyện như dâng của lễ Liên Thiên Chúa. Sau đó đức cha nghiêng đầu cho Lý Hình vung gươm lên chém một nhát, đứt cổ vị giám mục thừa sai, suốt đời đã dâng hiến cuộc đời để phục vụ một dân tộc xa lạ, và chính người con dân của dân tộc này đã chém đầu kết liễu đời sống của mình. Thi hài ngài đã được bổn đạo an táng ngay tại pháp trường, sau này đã cải táng rước về đặt tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn ngài vào bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.